Rồi, mình giới thiệu về bản thân đi em. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn nam kế bên và tất chào cả em. Các quý vị khán giả. Em tên là Đào Vũ Trân, năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là trợ lý kiểm toán. Và em hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng là huyện nào em? Huyện Mỹ Tú, anh Quyền Linh biết không? Biết Mỹ Tú. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, em chào bạn nữ, em chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em là Bùi Duy Trường, em năm nay 30 tuổi, đã sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Nhà em ở quận mấy? Dạ, nhà em ở quận 7. Rồi em làm công việc gì? Dạ, em là kỹ sư xây dựng. Em gái là ở quận mấy? Dạ, em ở Tân Bình. Quận 7, Tân Bình ha, nửa tiếng là tới. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của em hả? Vui vẻ, biết lo lắng cho người khác, chơi với bạn là em rất là nhiệt tình. Em biết nấu ăn, biết làm công việc nhà cửa. Khuyết điểm của em là nói nhiều. Em nói nhiều lắm, không biết bạn nam có chịu nổi em không? Đó là khuyết điểm. Dạ đúng rồi chị. Rồi, bạn trai. Dạ, ưu điểm của em là em không có nhậu nhẹt. Không gì? Không cờ bạc rượu chè không? Không, không. À, tụi đâu có chứ. Không có thuốc. Không có thuốc. Quá tốt. Em cũng nói nhiều lắm. Hả? Nói nhiều luôn hả? Dạ. Ai nói ai nghe đây? Dạ, nói thôi, qua nói anh lại nói thì em nghe. Em nói thành nghe. Nhiều lúc không ai nghe, mình mở máy thu âm ra nói cho nó nghe. Mình có nhậu nhẹt không? Uống bia không em? Em không biết uống bia chị. Chắc anh phải luyện đi chứ em uống cũng nhiều lắm á. Hả? Là bạn trai không có uống được về chai nào hết trơn hả em? Dạ em nhắm môi được chị. À, không có gì đi giao lưu đâu, để chở bạn gái đi theo để bạn ấy băng rước giùm. Đi theo uống sữa không à? Cũng được. Tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình dạ, rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần nhất của em là quen được 4 năm. Em mới chia tay cách đây 2 năm. Lý do tại sao chia tay 4 năm là cũng một thời gian khá dài. Kiểu giống như một thói quen á chị. Là cứ đi chơi rồi như vậy thì em không có thấy được cái tình yêu trong đó. Rồi em nghĩ là em không muốn phí thanh xuân. Năm giờ em lên chương trình này em muốn tìm lại thanh xuân. À, coi như không có bạn trai là mất tuổi thanh xuân đó nha quý vị. Phải có tình yêu mới có thanh xuân nha chưa. Rồi, bạn trai. Dạ, em có một mối tình. Dạ, thời sinh viên. Dạ, tới giờ, từ đó tới giờ em chưa yêu ai. Cái mối tình đó là hai người quen lâu không? Dạ, cũng quen hết quãng đời sinh viên ạ. Nhưng lý do tại bao sao nhiêu chia năm? Tay? Dạ, em chơi này nọ, không có lo sự nghiệp. Ủa nãy em đâu, em nói em đâu thấy đâu hư gì đâu mà giờ em hư là sao? Dạ em chơi khác á. Chơi gì dữ hơn hả? Trời không, không hẹt, không thuốc lá, chơi khác mà ra. Dạ không, em chỉ tụ tập bạn bè thì đi cà phê, cà pháo suốt ngày thôi. Vậy đâu phải chơi. Nhưng mà quen mấy năm vậy em? Dạ 3 năm anh. 3 năm, từ lúc em chia tay bạn gái đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 5 năm nè. 5 năm rồi, không yêu ai hết. Dạ tại vì môi trường em đi đồng nghiệp em còn được không anh? Rồi gặp con trai hoài rồi nó quen rồi sao? À, không sao. Em vẫn yêu được con gái mà. Giới tính rõ ràng không? Thì rõ anh. Chuẩn men không? Có anh. Có ha. Đi làm xa có ngủ chung với bạn trai không? Dạ có chị. Có ôm không? Dạ, lâu lâu. Lâu lâu không? Thì đồng nghiệp anh. Có ai nói em là thiếu men hay là bơ đơ gì không? Dạ có, cả công trường em luôn. Trời đất ơi, chết. Chết rồi. Để nhưng không mà... trời chờ anh chị nhìn giùm em đi để chị nhìn để chị nhìn coi. Ủa, che cái gì? Ủa đi công trường á hả? Dạ. Em kỹ sư xây dựng á hả? Dạ. Người ta đen thù lùi sao em trắng tinh vậy? Dạ son phấn. Em bịt 8 lớp khẩu trang hả? Em ngồi thẳng cái lưng lên coi. Men không? Dạ có. Trời ơi dạ có sao mà nó yếu ớt dữ vậy trời. Trời em bị rung vậy. Chết rồi, uống sữa tươi đó chị. Béo tay béo chân vậy. Ở cái này chị không có dám chắc chắn nha. Cái này em phải tự tính với em. Chị nhìn bên ngoài là chị không dám chắc chắn. Trời màu tím. Áo màu tím nha cưng nha. Màu tím. Trời ơi nó nghe nè. Em thích gái không? Trời có chị. Em thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Sao? Nói chung là biết chăm lo cho gia đình được rồi chị. Với lại ổn định về công việc. Rồi cái đó bên đây ổn định rồi. Về ngoại hình á, để coi em có chăm chú đến cái ngoại hình người phụ nữ không? Thích phụ nữ làm sao? Dạ em quan trọng tính cách hơn vậy. Tính cách thôi. Em tròn lắm nha. Ôi, bạn gái gì? Bạn gái hơi tròn chút xíu được không? Dạ được chị. Chừng nào đám cưới? Dạ luôn được. Luôn cũng được. Dạ. Đám cưới vợ ở đâu? Dạ ở đây vậy.
Ở đây là ở đâu? Có nhà chưa? Nhà em bên quận 7, ở chung với ba mẹ. Chung với ba mẹ? Dạ. Rồi làm dâu không? Ba mẹ khó không? Ba mẹ em xin tin gì? Mẹ em còn nhảy được học ta cả năm sai. Ủa vậy hả? Wow, quá dữ, quá dữ. Dữ. Được. Đó, thì rất là đẹp trai, rất là trắng trẻo. Được chị, hả? Em thích đẹp trai chị. Nhưng mà thì còn cái phần sau thì em phải tự lo. Nói vậy thôi chứ đàn trai. Cái phần mà men đó hả chị? Ừ, em... Không sao, em có máy test ở nhà. Ủa máy test là máy gì em? À, nam, chuẩn men, test giùm em. Máy test chuẩn men? Dạ, có hả? Men. Có. Bữa nào anh thử anh coi. Thôi anh xác định được. Hai ba đứa con gì? Có con chưa chắc là men. Chưa em. Chắc em. Vậy hả? Ta thay, thay đổi theo cũng thời gian chưa chắc em. Đó. Nhưng mà bảo đảm em bây giờ chọc chàng trai bên đây cho vui thôi. Chứ chuẩn men, còn sau này thay đổi sao anh không biết. Rồi, sẵn anh Linh qua họ nói anh Linh nghe, em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào, em nói anh nghe luôn đi. Em muốn tìm mẫu người cao. Mét mấy? À, khoảng mét 68 đến mét 7. Em thích mập. Chi vậy? Đã mập ý là tròn tròn đô con á. Tại vì em mập rồi, nếu mà đi với cái người ốm á, tự nhiên nhìn ra số 10, nếu thì em đi người ốm ra số 10. Bên, à, chắc là số 0. 2 số 0, không có số 1. Thích gì em nữa? Em thì không thích hút thuốc. Rồi yên tâm. Thích phải biết nhậu tí, tại vì con trai mà. Kỳ lạ, có nhiều phụ nữ không thích chồng nhậu mà giờ thích chồng không, nhậu. Không, tại vì nhậu không phải là nhậu say bét rồi, không lo cho vợ con, mà nhậu thì có chừng mực đi xã giao. Nhiều khi hai mấy bạn bè, hai vợ chồng buồn ngồi uống với nhau một ly cũng dễ nói chuyện. Đúng rồi, dễ nói chuyện hơn, có bia vô thì giờ em muốn uống nhiều nó nhắm môi thôi. Nhắm môi lon cũng được. Sao nhắm môi lon, nhắm môi là nhắm môi. Có cái môi vô thôi. Rồi em không thích điều gì người đàn ông? Em không thích gia trưởng. Trời này chắc không gia trưởng nổi đâu. Gì nữa? Em hơi ghen á nha. Em thấy anh ấy chở cô gái đi em làm gì? Thì về nhà em hỏi. Em hỏi là đi với ai? Nếu mà nó đi với con gái anh ấy nói được rồi, vậy là anh men rồi. Được, tôi thấy cặp này ổn. Có đi gái là men, còn nếu mà đi nam không à, em hơi sợ. Rồi được rồi, bây giờ hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với xe 16 chỗ ngồi, nguyên gia đình em lên. Tại vì gia đình em nôn lắm chị. Gia đình ở dưới Sóc Trăng lên hả? Đúng rồi. Nguyên chị. Gia đình luôn. Đúng rồi chị, rất là có tâm. Này ba mẹ em với cô em. Ba với, mẹ cô. Bà nội em. Bà nội luôn. Dạ con chào nội. Chào cả nhà Mỹ Tú Sóc Trăng. Dạ, chào cô. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và bạn nam và quý vị khán giả, đây là mẹ của Bủ Trân. Thấy con rể tương lai mình sao? Thì thấy cũng được, nói thì thấy cũng cũng được là sao? Việc làm hả? Hỏi xuống gặp mình làm gì cô? Nhà thì bán quán thôi. Bán quán hả? Dạ. Bán quán cà phê. Về phụ bán quán được không? Nói chuyện với cô đi. Cô thấy con sao, con bán quán được không sao đó, hỏi đi, hỏi luôn. Ừ, hỏi luôn đi. Dạ cô, em chưa gặp bên kia mà. Thì bây giờ mình gặp người lớn trước nè. Chào nội, chào cả nhà. Dạ cho con về Sóc Trăng bán quán được không ạ? Này cô em, cô đúng không? Dạ cô. Dạ chào cô. Dạ, chào anh Nguyễn Linh và chị Cát Tường. Thấy bạn trai này cũng hợp với chân, thì nếu mà hai người mấy thì cho nhau cơ hội. Giờ hỏi kiếm người cao tuổi nhất nào, bà nội. Nội đi. Nguyễn cháu chịu và nội chịu hả? Không có ý kiến, tại vì mình già rồi. Không có ý kiến trả. Bà nội, hồi xưa người ta có làm mai làm mối giống vậy không? Không. Chứ sao? Thì người ta dắt lại nhà ta làm mai đâu có lại vậy đi. Dắt là nhà làm mai hả? Dắt là nhà làm mai được giờ chứ. Dắt lên sân khấu làm mai vậy được không nội? Được, thế vậy là tốt đó, đông người vui hơn. Nội có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có chứ, ở nhà cũng có coi. Hay không nội? Hay. Nội coi khoái không? Chú Linh với cô Cát Tường. Dạ. Hay quá, đẹp quá. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với một người bác ở quê. Dạ, có mẹ nữa ha. À mẹ nhảy Gangnam Style đúng không? Dạ chào mẹ cô. Mẹ xin tiền dâu lắm á. Xin chào MC Quyền Linh Cát Tường. Dạ. Chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Duy Trường. Và hôm nay chúng tôi tới đây là cũng với một mong muốn lớn nhất là thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để rước được nàng dâu ạ. Cô nhận xét nàng dâu tương lai như thế nào? Bạn gái đây thì cũng xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Theo như tôi thấy tiêu chuẩn như thế này là đủ rồi. Vậy nên là Trường A con cứ xin phép gia đình bên gái
để được hẹn hò. Rồi nếu sau này mà có con và tâm đầu ý hợp và có duyên thì mình sẽ dẫn tới hôn nhân. Nhưng mà lúc nó đám cưới cô có nhảy Gangnam Style không? Dạ có, lúc nó đám cưới cô có nhảy. Bây giờ sẵn lâu lâu dưới Sóc Trăng ta lên nó nè. Đàn trai mở lời trước đi. Mình đại diện đàn gái đứng lên đây đi. Hai bà thông gia tương lai có thể đứng lên. Nhân tiện đây được cũng thông qua chương trình thì tôi cũng muốn xin phép để gia đình với gia đình bên gái để cho hai cháu nó tìm hiểu. Nếu trong quá trình tìm hiểu mà các cháu nó tìm hiểu nhau mà nó ưng thuận nhau thì mình sẽ nói chuyện mà dẫn tới hôn nhân. Rồi. Xin nói thêm một tí à, nàng dâu ạ. À. Nàng dâu tương lai. Facebook của mẹ là Huê Huê sinh năm 1968. Con nhớ vào để xem và nghiên cứu kỹ xem là mẹ chồng tương lai của mình như thế nào. Hay quá. Dạ, bây giờ thì con thấy bác cũng vui tính. Đúng là chị tin dâu luôn. Chị tin dâu. Mẹ này rất vui tính. Nhưng mẹ thấy là như thế là ok rồi đấy. Dạ, được rồi, con cũng thấy ok rồi đó. Rồi, bây giờ thì cho hai trẻ gặp mặt nhau đi để coi hai đứa nó cảm nhận thế nào nha. Mở rào. Đứng đứng đó, tao tặng quà lại kìa. Ừ, trời ơi. Có món quà tặng anh. Thì ở đây là một cặp nam nữ. Thì thôi bây giờ em cho anh giữ một nam. Thì khi nào mà anh đồng ý nhấn nút thì anh tự tay cắm vào này thì mình là một đôi. Rồi ý nghĩa của cái món quà bạn trai tặng cho bạn gái là gì? Tự nhiên tặng con chó. Yêu nhau mới đầu tặng con chó là sao cưng? Nói cho bạn gái biết đi. Đứng hay ngồi anh? Hả? Đứng hay ngồi? Muốn đứng đứng, muốn ngồi ngồi, muốn nằm nằm. Tùy. Dạ em thấy nó dễ thương em mua. Hả? Anh thấy nó dễ thương anh mua. Dạ anh, em tưởng chó anh. Anh mua hộp rồi đó. Em thích món quà này lắm. Coi như là ý anh nói tối em ôm con chó ngủ nhớ tới anh đó. Nhìn nó nhớ tới anh. Nhìn anh nhớ nó. Trước khi mà anh thấy mặt em á thì em nói chuyện á thì anh nghĩ em như thế nào? Và sau khi thấy mặt em thì anh thấy em như thế nào? Có khác nhau không? Gì gãi gãi móc móc gì vậy trời? Nói đi. Thấy đâu gì khác đâu. Ý là anh nghĩ như thế nào về em á? Anh thấy em đúng nói nhiều. Mà em nói anh nói nhiều đâu, em thấy anh nói ít mà. Tùy lúc mà anh lầy lắm. Vậy là em với anh chắc hợp á anh. Tại em cũng lầy lắm. Em biết nói gì nữa. Anh vậy thôi để em nói đi. Em thì thấy anh hả? Cũng được. Em thì cũng tròn tròn, em thích người tròn tròn. Test cái vụ nãy tôi nói kìa, có comment không? Em ở nhà thì em có cái máy test. Thì ví dụ như sau khi anh bấm nút á thì về em cho máy anh test. Anh chịu không? Chắc được. Chắc được. Anh có tự tin dạ, mức độ men của anh khi mà vào máy test không? Chắc chắn rồi. Tiện thể anh mượn luôn. Dạ. Anh về anh test mấy bạn anh luôn á. Dạ. Nó chơi với anh đùa lắm. Nói đi chứ để người ta nói hết, không tìm hiểu gì trơn hả? Em quan điểm về tình yêu sao? Rồi mình hẹn hò sao? Mình một ngày em rảnh giờ nào qua đứa em đi chơi? Thế em quan điểm thế nào về tình yêu? Em thích người chân thành. Khi mà chân thành á thì về chung một nhà thì mới có thể xây dựng được cái một mái ấm gia đình. Anh cũng vậy. Anh lãng mạn không anh? Có. Lãng mạn như thế nào anh? Không biết nói sao nữa, lãng mạn lắm. Thôi anh thể hiện đi. Đợi sau chương trình này anh thể hiện cho em xem. À, ai thể hiện người ta mới bấm nút thì mới có sao chương trình. Chứ không thể hiện người ta có bấm đâu mà chương trình. Dạ, nãy nói bấm nút rồi. Nói cho vui thôi, giờ phút cuối người ta vẫn thay đổi. Em hỏi coi bây giờ em rảnh lúc nào, anh có thể chở em đi chơi, rủ đi đâu đó. Em thời gian rảnh của em là lúc nào ạ? Em thì rảnh thường thứ bảy chủ nhật. Anh lúc nào cũng rảnh á. Khi nào em rảnh thì anh sẽ sắp xếp được. Khi nào em rảnh là anh rảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa? Nếu vậy thì em cũng rảnh nhiều lắm á. Em làm chủ hay sao, lúc nào cũng rảnh rảnh? Không, em sắp xếp được công việc của em. Hỏi em thích đi đâu, em thích làm gì? Em thích đi đâu? Em thích đi xem phim, shopping, em thích đi dạo. Với là anh có thích đi du lịch không?
Anh rất là thích đi du lịch nhưng mà anh chưa đi đâu, tại vì anh nghĩ là những cái địa điểm du lịch đó anh sẽ đi với người mà anh yêu thương. Còn rụt rè quá. Bây giờ thôi hát một bài hát tặng bạn gái đi nè, tỏ tình chứ giờ sao tao bấm nút được trời. Đứng dậy kìa, mẹ nhắc tuồng ở dưới kìa. Trời ơi, đứng dậy hát tặng bạn gái một bài. Đúng rồi, vậy em hát một hai câu thôi. Rồi được, cũng được nữa. Trời đất ơi, nó thở ra không gì trời. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt em trên vai anh khóc òa, những con đường xưa em đi rồi cũng đưa anh về bên em. Bạn gái hát được không? À, được, nhưng mà cũng hát dở lắm mà. Thế nó, người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng. Đó, hát đi em, tặng bạn trai đi. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ơi biết bao nhiêu, em sợ ngày buông lại mang tình đi mang. Bây giờ thời gian đã hết rồi các bạn. Em có thể nói một câu gì đó với bạn gái đi em trai. Bấm nút. Câu nói nhanh nhất rồi anh. Đúc kết nhanh quá nha. Bấm nút ha. Tôi là suy nghĩ kỹ lại nha, chứ tôi là nghi ngờ giới tính ông này lắm đó nha. Nãy giờ tôi vẫn còn nghi đó. Điều gì xảy ra sau 3 tiếng đếm? Các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình. Rất quan trọng các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. Đó, nắm tay nhau đi, cái khúc này mới là đàn ông hay không nè, nắm tay đi cưng. Xin phép nội, ba, mẹ, cô, gia đình nhà gái. Dạ, con xin phép dạ, nội, cô, với gia đình nhà gái. Cho con. Cho con được hẹn hò với em. Ông hung là ta nói mình không có chuẩn men đó. Bài Tết ban đầu. Phải xin nội chứ, em thì cho rồi mà xin nội mới được. Dạ, nội cho con hôn bạn một cái. Một cái thôi nội. Đó, đó nội đầu rồi đó. Cái gì vậy? Làm như hửi vậy. Hửi mà ta gội đầu chưa hả? Dán cái mái tóc ta lên, hôn vô má đàng hoàng. Làm lại. Mình men, men, men. Má đàng hoàng. Có dán nhẹ lên. Không hôn mà tôi bọt gì đâu á. Thấy rồi, thấy sao? Kỳ kỳ. Kỳ kỳ ơi. Chết rồi. Sao kỳ? Hôn mà là kỳ kỳ. Đông ngại quá, chưa hôn. Ngại hả? Nhưng có thấy hít vô hay có hít không hay là thở ra? Hít vô với anh. Hít vô hả? Thấy có cái gì? Thơm. Thơm hả? Ai đây là... Anh Quân. Đang quê quán thì ở Đồng Nai, tiếp đó là sinh ra là ở Đồng Nai. Thì xin được là anh về Sài Gòn thăm từ nhỏ tới lớn. Và công việc của anh thì là chạy xe, tài xế, làm việc tại xe. Anh sinh năm bao nhiêu rồi? Anh sinh năm 1987, 35 tuổi. Anh chia sẻ chút về cái tình trạng hôn nhân hiện tại của mình được không ạ? Anh đã từng kết hôn chưa ạ? Phương. Anh đã từng kết hôn rồi, và anh có và đã không đi đủ ở đây khoảng 4 năm. Lý do vì sao mà không chia tay vậy? Do cuộc họp yêu trong hai bên cái lát đưa cục sạc cái Phương. Có người có tìm hiểu một người đến đây khoảng năm, thì nhưng mà chỉ quen nhau được 6 tháng thì cô ấy cũng dối anh.
tình yêu thì xin thầy chú ơi, anh có ưu nhược điểm gì không? Có tài lẻ nào không? Ưu điểm thì là tính học hỏi. Kim chú cắm nát chị nha, để nó hết pin đó. Tắt chị đi chơi đi. Còn tài lẻ thì chúng tôi là anh không có đam mê gì trong công việc này. Đó thì có thể thao mà rất là ít. Mình bây giờ là mình đang muốn tìm một mẫu hình bạn gái như thế nào ạ? Nói chung là một mẫu hình bạn gái không gọi là quá cầu kỳ. Chỉ gọi là vừa nhìn và hiền lành và thực tình trong vấn đề cảm. Mình có cái độ tuổi mà mình mong muốn không? Ví dụ như kiểu là bạn gái mình sẽ hơn hay kém mình bao tuổi này, rồi là quê quán ở đâu thì như thế nào, anh có yêu cầu không ạ? Quê quán thì anh không có phải học vấn đề quê quán, tại vì nói chung ở đâu thì cũng ở trên đất nước Việt Nam tất cả. Thì anh không có quan trọng quận miền. Cái thứ hai nữa, còn vấn đề tuổi tác thì trên dưới anh khoảng tầm 4 tuổi là ok. Anh có cái điểm gì ở bạn gái mà anh không thích không? Một bạn gái như thế nào thì anh? Nhất là anh không thích một người bạn gái là hay nghe, hai là hay cầm rạp. Hay cặp rạp và không có cặp rạp kiểu cứ nói tới nó lui hoài, một cái câu chuyện cứ nói tới nó lui hoài á. Thứ ba nữa là phải đừng có gia trưởng. Con gái lại gia trưởng anh, vợ cũ hay là bạn gái cũ của mình gia trưởng thế ạ? Anh thấy vợ anh thì hơi gia trưởng. Gia trưởng là như thế nào anh? Ở nhà là cầm tiền hết hay là như thế nào? Cái chuyện mà cầm tiền á thì là trong đầu anh đã suy nghĩ, khi mà đã có một cái gia đình nhỏ của mình rồi á thì mình phải tôn trọng cái người đó, mình thương yêu người đó, mình để cho người ta có một cái gọi là thoải mái và có một cái niềm tin ở mình á. Thì về vấn đề mà tiền bạc vật chất đó là anh đều đưa cho người phụ nữ tất cả, anh không giữ phòng nào hết, anh không có quan trọng vấn đề đó. Mình đã có nhà riêng ở Sài Gòn cho anh? Hiện tại thì bây giờ là chưa, nhưng mà gia đình anh thì ở Sài Gòn khác từ xưa tới nay rồi. Rồi anh thì là anh sống riêng hai mấy năm ở ngoài xã hội, năng động ở xã hội và đi làm. Hiện tại thì nhà chưa có, anh vẫn ở chỗ nhưng mà ở mình anh. Thế nếu mà bây giờ mình mà lên chương trình mình gặp được một bạn gái mà hợp mình này, thì anh định tính là đến bao giờ thì mình tiến đến kết hôn? Và nếu mà kết hôn về thì kế hoạch bao nhiêu lâu thì mình mua được nhà? Bao nhiêu lâu thì kết hôn thì cái đó là do người phụ nữ. Còn anh đó thì quy định của anh đó là nếu tìm hiểu mà hợp nhau á thì trong vòng khoảng 6 tháng cho đến cuối năm nay thì sẽ tính tới hôn nhân là cái thứ nhất. Còn thứ hai nữa thì tầm thêm khoảng 3 đến 4 năm nữa thì có thể là sẽ mua nhà. Ở cái cuộc hôn nhân trước anh đã có bé nào chưa ạ? Anh có hai bé, nhưng mà hiện tại bây giờ một bé là 10 tuổi, một bé là 8 tuổi. Hiện tại bây giờ là đang sống với mẹ. Anh là phụng dưỡng, chu cấp cho hai bé. Nếu bây giờ mà bạn nữ kia hợp mình nhưng mà cũng cùng hoàn cảnh với mình, thì anh có đồng ý cái việc là mình sẽ lo chăm sóc cho cả nữ và cả con của chị ý nữa không ạ? Thì nói chung là nếu mà đã thương
cho người đó rồi thì tự nhiên phải thương luôn con của họ, cũng như hình như họ thương mình, thì có thể một ngày nào đó thì anh sẽ dắt con anh đến, thì người phụ nữ đó cũng vẫn thương con của anh, thì con ai cũng là con, tại vì con nó không có tội trong cái vấn đề này, chỉ có cha mẹ thôi chứ không có không có quan niệm là con thương người rồi cũng phải gọi lại con thương con của họ là không có như vậy. Dạ rồi, vâng, em cảm ơn anh Phương. Thì em cũng đã ghi nhận lại những cái thông tin của mình. Thì cái buổi casting ngày hôm nay cũng chỉ là cái buổi đầu để mình biết về những cái thông tin cơ bản thôi. Khi mà chương trình tìm được người phù hợp với mình rồi thì bên em sẽ, bên chương trình sẽ liên lạc với mình để có một bạn biên tập trao đổi với anh về nội dung kỹ hơn. Vâng, dạ. Cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Rồi anh ổn định vị trí này, tự tin, giới thiệu về bản thân, thông tin cá nhân gồm tên tuổi này, công việc hiện tại này, quê quán của mình là như thế nào nhé? Dạ, em năm nay 27 tuổi, quê ở Huế, làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh chị. Tên đầy đủ của mình là gì nhỉ? Hoàng Thanh Vinh. Hoàng Thanh Vinh. Mình về chia sẻ một chút về chuyện tình cảm của mình đi, mình đã từng yêu ai chưa? Dạ có hai mối tình là chị, nhưng mà chia tay lâu rồi chị. Chia tay cách đây 3 năm. Lý do vì sao lại chia tay? Dạ, tại vì lúc đó em có chuyện của gia đình nên không có yêu được, nên dừng lại để cho người ta lấy, cho cô ấy lấy lập gia đình chị. Hiện tại cô ấy đã lập gia đình rồi. 3 năm rồi không yêu ai à? Hay là mình có tìm hiểu ai trong cái khoảng thời gian này không? Cũng gọi là tìm hiểu thì cũng không có, tại vì 2 năm gần là ở Sài Gòn nên là bị Covid nên cũng là mình chỉ tập trung mình đi làm thôi chị. Mình chia sẻ lại về cái công việc của mình nhỉ? Mình đang làm gì, hiện tại là đang làm gì? Mình làm bên cái xưởng sản xuất quần áo á, mình là bên khâu cắt hàng. Thế thu nhập có đủ để mà ví dụ như tìm được một bạn nữ phù hợp thì lo lắng cho người ta không? Cũng được chứ chị, thoải mái mà chị. Rồi thế tiêu chuẩn của mình về một bạn nữ mà mình muốn làm quen một bạn nữ như thế nào? Làm quen một bạn nữ là điều đầu tiên là phải người miền Trung. Người miền Trung. Đúng rồi. Thứ hai là một người phụ nữ của gia đình, là bây giờ là em chia sẻ là tới tuổi của em là em thấy người đó phù hợp em mới yêu, còn em không có muốn làm mất thời gian của đối bên đó là vậy đó. Bởi vì em mới không yêu luôn đó. Gần chỗ em cũng có rất nhiều bạn gái nhưng mà em thấy không phù hợp nên em không yêu luôn. Nếu mà phù hợp về mặt tính cách nhưng không phải là người miền Trung thì sao? Tại sao lại phải là người miền Trung? Tại vì người miền Trung người ta cùng văn hóa nên dễ sống đường dài hơn chị. Rồi, thế bây giờ mà quen một bạn nữ phù hợp thì bao nhiêu lâu thì mình quyết định đến hôn nhân? Thì nói chuyện đấy chưa? Tất nhiên là tính là chị nếu mà phù hợp thì chắc sang năm. Sang năm là, dạ đúng rồi. Sang năm là mình kết hôn xong là mình ở đâu? Chắc ở thành phố, lại thành phố luôn chị. Ở trong thành phố này dễ sống hơn về quê chị. Mà chỗ nào cũng... Rồi. Có điểm gì ở bạn nữ mà mình không thích không? Điểm đầu tiên là nó tục hết. Nó tục rồi sao nữa? Nó tục là một mẹ với gì đó. Thì chắc là không có lẽ phép thôi. Cần phải làm một điều gì đó. Tính cách của mình lúc yêu là như thế nào? Mình thấy là hơi nhát này, chưa tự tin lắm. Bây giờ mà lên chương trình mà phải gây ấn tượng với bạn nữ. Mình rất là thích bạn ấy rồi, rất là hợp mình. Nhưng mà mình nhát thế này thì ấn tượng với bạn ấy kiểu gì? Thì bây giờ mà lên chương trình thì làm thế nào thì mình gây ấn tượng với bạn đây? Mình có sở trường gì không hay là tài lệnh gì không? Dạ không chị. Bị mẻ răng. Có chơi thể thao không? Dạ không luôn chị. Thời gian công việc của em nó nhiều quá nên em không có tham gia mấy thể thao được. Anh năm bao nhiêu nhỉ? Dạ mình sinh năm 1995 bạn. 1995.
1995. Về kinh tế á, về kinh tế là đã sẵn sàng cho hai bị có vợ rồi, vợ bé hồi sáng được chứ chị, dạ được chứ anh, được cái phần đó, và cái phần đó là được, cũng đã có một số vốn để xe, để sau này nếu cưới xong là cũng đủ để trang trải cuộc sống. Tại vì bây giờ lên chương trình là chẳng có con cũng phải gì khoảng thời gian khá là ngắn, cho nên nói chung là cảm thấy ấn tượng, mình thấy là ấn tượng với bạn đọc hoặc cảm thấy một số những cái nét phù hợp thì cũng coi nhận được rồi, chứ không phải là mà mình phải tìm một người mà đúng phù hợp với nó cần rất là nhiều thời gian. Thế nếu mà qua được cái vòng test này á mà được á thì anh cứ thoải mái chia sẻ này kia, thì để cho hiểu được cả bên đối phương bên kia nữa là được nha. Dạ. Về tuổi tác của tôi thì có yêu cầu gì không? Tuổi tác thì em là người miền Trung nên em cũng hơi bị gọi là tâm linh chút xíu, là em là tuổi con hợi nên em muốn là chương trình có tìm kia mà né ra 40 tuổi dần thân tỵ hợi ra đó. Né tuổi là xung khắc hả? Đúng rồi. Dần thân tỵ hợi. Ok. Rồi. Bạn đó thì mong muốn tìm là cái người ở miền Trung nhưng mà đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh, tổ dạng vậy. Về học thức là kia. Học thức thì em cũng không quan trọng anh. Tại vì em cũng học thức em cũng thấp nên không có quan trọng cái vấn đề đó. Thì lên sân khấu ấy thì để mà ấn tượng này kia thì đôi khi mình cũng sẽ phải tập hát hò này kia nhá, hát một vài câu để gây ấn tượng cho bạn ấy, thoải mái chia sẻ tình hơn, tự tin hơn. Thế thì thí dụ bây giờ anh bây giờ ấy, là cái vòng casting này anh phải thuyết phục của anh nói lên trên sóng truyền hình ấy, mà từ hiện tại thì em thấy anh là hơi bị thiếu tự tin ấy. Không phải tự tin thì em không thiếu, nhưng mà em có điều là có cái là nhắc gái thôi, chứ em không tự tin thì em có em tự tin thì em có, nhưng mà em có điều cái nhắc gái. Thế bây giờ ví dụ bây giờ lên chương trình ấy thì của bên kia là cái bạn nữ kìa, đó thì cậu sẽ làm những cái trò gì để mà thuyết phục người ta? Làm gì ta? Tặng quà thì chắc là tặng quà gì? Tặng quà chắc là một bó hoa. Có hoa à, cậu chị với chắc cây son gì đó anh. Mấy mới làm thơ được không? À, thơ chắc là thơ. Hát bài nhá. Rồi ok, cảm ơn Vinh. Thì có gì thì chương trình sẽ tìm được cái bạn nữ mà phù hợp á. Cũng chắc là người miền Trung, bé tuổi phải nhá. Ngoài hình có yêu cầu gì không? Ngoài hình là thuộc tiếp người Mi Nhon, không có nặng, không có thật độ, không có mập á. Mi Nhon hơi gầy gầy hơi cao mấy mấy thì tầm cao mét 6, 55 trên mét 6 được cũng được. Mét 6, mét 55 ha, mét 55 đi thì hơn cũng được, không có gì. Rồi, okay, thì ngày hôm nay hỏi bạn một số những cái thông tin cơ bản đó. Thì sau đó thì nếu mà bạn thông báo hoạt động các cái kênh của các tỉnh này thì ban tổ chức sẽ liên hệ lại nhé để làm nội dung chính xác, sắp xếp công việc lên ghi hình nhé. Dạ. Phải tự tin lên để làm chủ bản thân đi đọ chứ. Ok bye. Dạ rồi, phỏng vấn đến đây là xong rồi ha, anh tắt anh rời khỏi cuộc gọi giúp chương trình ha. Dạ rồi, em cảm ơn anh, em chào anh ạ. Yeah.